Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những vấn đề được thảo luận là quy định về cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện hay không. Góp ý cho dự án luật, một số ý kiến cho rằng cần ra soát rộng rãi các xe chở học sinh. Xe nào không đảm bảo tiêu chuẩn thì phải loại bỏ, nên cấp dán nhãn xe đưa đón học sinh để tránh bị lợi dụng. Có quy định lái xe trước khi xuống xe đóng cửa thì bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra. Có quy định là trường hợp chở học sinh tiểu học, trẻ mầm non thì phải có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Thì cái chỗ này cũng đề nghị phải làm rõ. Bởi vì nếu chúng ta chỉ ghi là theo quy định thì cũng cần phải giao cho cơ quan nào có thẩm quyền quy định cái việc này. Bên cạnh đó là có hai trường hợp xe đưa đón trẻ em và học sinh thì đề nghị bổ sung là không chỉ quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục mà còn phải quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh vận tải. Về quy định cấm tuyệt đối điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa hai phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Trước đó, tại đợt 1 của kỳ họp thứ 7, các ý kiến phát biểu trên hội trường Quốc hội thì một số ý kiến còn băn khoăn và đề nghị khi Quốc hội xem xét thông qua luật cần có biểu quyết riêng điều này. Qua ý kiến phân tích của các đồng chí thì tôi thấy là mình nên thiết kế là phiếu chọn là hai phương án, nhưng trong chỉ đạo của chúng ta thì chúng ta thấy cái phương án nào mà nó thuận nhất, nó có lợi nhất thì để lãnh đạo chỉ đạo để đại biểu Quốc hội là biểu quyết. Vấn đề này thì tôi thấy lấy phiếu là tôn trọng cái sự dân chủ, cái ý kiến của tập thể. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Trần Quang Phương cho biết sẽ tiến hành lấy phiếu của các đại biểu Quốc hội tại đợt 2 kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Một phương án đồng ý hoặc không đồng ý, cùng với có thể thiết kế thêm một số nội dung khác để lấy phiếu. Nhưng mà có công văn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho trưởng đoàn và yêu cầu trưởng đoàn tổ chức lấy phiếu tập trung đại đoàn trong một cái thảo luận, một cái nội dung tổ nào đấy. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã cho ý kiến về luật đường bộ. Quy định nồng độ cồn bằng không trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu trong phiên họp Quốc hội chiều nay. Đa số ý kiến bày tỏ nhất trí với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân và bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Cũng có một vài ý kiến cho rằng cần xem xét quy định chặt chẽ để tránh xử lý oan sai đối với người uống ít hoặc người có nồng độ cồn nội sinh khi tham gia giao thông. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông, tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự thảo luật và hầu hết các ý kiến trên nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ giống nòi. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại khoản 2 điều 10 dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý. Tại kỳ họp thứ 6 trong phiên thảo luận tổ, tôi đã đề nghị không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng không khi lái xe vì cho rằng ta nên quy định cùng xu hướng với đa số các nước trên thế giới và việc lực lượng cảnh sát giao thông theo dõi mức vượt không hay là vượt ngưỡng 0,025mg trên 1 lít khí thở, tức là tương đương với một vừa uống một chai bia 330ml cũng không khác gì nhau. Hoặc thậm chí có thể áp dụng trắc nghiệm bằng công nghệ số để kiểm tra sự tỉnh táo đối với người tham gia giao thông có nồng độ cồn trước khi xử phạt. Nhưng mới đây, khi tham dự một đám cưới ở quê nhà, tôi thấy việc cấm tuyệt đối bằng không có khi lại đúng. Vì một bộ phận người dân vẫn còn nể nang nhau hơn là coi trọng pháp luật. Mỗi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Thế do vậy mà chúng ta với tinh thần là vì tính mạng con người phòng là chính, thì tôi đồng ý là tôi cũng thống nhất là nên là theo như là cấm, theo như là cái dự thảo của luật an toàn giao thông lần này. Người ta chỉ muốn uống một chút rượu thôi, hay một tí rượu bia thôi để đảm bảo nó như là một cái tập tục rất đẹp, rất hay. Nhưng mà với một chút như vậy rồi thì ra là không được. Thì cho nên là tôi đề nghị là ban soạn thảo và chúng ta hết sức cân nhắc một cái phương án, chọn một cái phương án nào đó cho nó phù hợp. Việc xác định nồng độ cồn nội sinh là chưa có căn cứ rõ ràng chứ không phải là không có căn cứ. Thực tiễn phát hiện là rất hiếm chứ không phải là không có.
và có thể trao đổi với lực lượng chức năng để kiểm tra lại qua xét nghiệm máu, nhưng kết quả xét nghiệm máu có thực sự chính xác hay không? Trường hợp nào thì cần kiểm tra lại qua xét nghiệm máu? Đây là những vấn đề cần được quy định chặt chẽ trong luật để tránh việc xử lý oan sai đối với những người không uống bia, rượu và đồ uống có cồn khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi đánh giá cao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong việc tiếp thu, chỉnh lý, nâng cao chất lượng dự thảo luật. Báo cáo số 835 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dài 69 trang thể hiện tính nghiêm túc và thấu đáo trong quá trình thẩm tra. Luật được thông qua sẽ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng văn hóa văn minh giao thông, đồng thời giúp cho lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt hơn nữa vai trò thức cho dân ngủ, đảm bảo trật tự trị an, góp phần làm cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, xứng đáng với sứ mệnh vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cùng với sự phát triển đất nước thì lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và công an nhân dân nói chung ngày càng lớn mạnh, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Chúng ta phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng không ngừng nâng cao dân trí, phát triển văn hóa xã hội. Đó là lý tưởng và là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta. Nhưng xã hội càng phát triển thì càng đa chiều, đa dạng. Quản lý tốt một xã hội văn minh luôn khó khăn, phức tạp hơn nhiều so với việc kiểm soát một xã hội lạc hậu. Chính vì thế, các lực lượng tham gia quản lý xã hội, trong đó có lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng, ngày càng vất vả, đòi hỏi phải năng động hơn. Các quy định luật pháp cũng phải chặt chẽ, phù hợp hơn. Việc quy định nồng độ cồn khi lái xe trong dự thảo luật lần này là một minh chứng cho những khó khăn phức tạp như vậy. Tại kỳ họp thứ 6 trong phiên thảo luận tổ, tôi đã đề nghị không nên quy định cứng nồng độ cồn bằng không khi lái xe, vì cho rằng ta nên quy định cùng xu hướng với đa số các nước trên thế giới, và việc lực lượng cảnh sát giao thông theo dõi mức vượt không hay là vượt ngưỡng 0,025mg trên 1 lít khí thở, tức là tương đương với một vừa uống một chai bia 330ml, cũng không khác gì nhau. Hoặc thậm chí có thể áp dụng trắc nghiệm bằng công nghệ số để kiểm tra sự tỉnh táo đối với người tham gia giao thông có nồng độ cồn trước khi xử phạt. Nhưng mới đây, khi tham dự một đám cưới ở quê nhà, tôi thấy việc cấm tuyệt đối bằng không có khi lại đúng, vì một bộ phận người dân vẫn còn nể nang nhau hơn là coi trọng pháp luật. Trong đợt tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 7, có cử tri nêu ý kiến kiến nghị tiếp tục giữ mức quy định nồng độ cồn bằng không hiện nay để đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cấm như thế thì quá chặt. Tương tự như vậy, có lẽ trong số đại biểu quốc hội ngồi đây cũng vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này. Tuy vậy, thành thực mà nói, cả hai ý kiến trên đều có vẻ cảm tính, chưa đủ cơ sở để khẳng định một cách khoa học phương án nào là đúng. Vì thế tôi không cố bảo vệ quan điểm cấm bằng không hay nên có ngưỡng. Vì có thể nó đúng ở đối tượng này mà chưa chắc đúng ở đối tượng kia. Hoặc có thể là bây giờ đúng nhưng 10 năm sau thì chưa chắc đã đúng. Do đó đề nghị ban soạn thảo nếu có thể thì bổ sung thêm các cơ sở thuyết phục để Quốc hội có thể quyết định sao cho luật thông qua sẽ thấu tình đạt lý, đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân, và như thế luật sẽ có tuổi thọ cao. Cơ sở ở đây là số hiệu, là các số liệu thống kê xã hội học, ví dụ như có bao nhiêu phần trăm số vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, và trong số vụ tai nạn do rượu bia ấy thì có bao nhiêu phần trăm là vượt ngưỡng, chủ yếu độ tuổi nào và các đặc điểm chung của các nhóm đối tượng vi phạm, vân vân. Nếu số lượng vụ tai nạn vượt ngưỡng chiếm đa số các vụ tai nạn do rượu bia gây ra và các vụ tai nạn do rượu bia lại chỉ tập trung ở một số nhóm đối tượng nào đó thì có thể phân tầng và áp dụng các biện pháp giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức, chứ không lấy cái riêng đơn lẻ để áp dụng cho cái chung, nghĩa là khi đó thì không nên quy định nồng độ cồn bằng không. Ngược lại, nếu số liệu thống kê cho thấy loại hình tai nạn do rượu bia gây ra chiếm với tỷ lệ lớn, phân bổ ở mọi đối tượng thành phần, độ tuổi, không kể vượt ngưỡng hay dưới ngưỡng, thì phải đưa quy định nồng độ cồn bằng không vào luật. Có như vậy thì luật được thông qua sẽ đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan. Quyết định mang tính thực tiễn sẽ phù hợp với lý luận mang tính khoa học và đáp ứng được yêu cầu kết luận 19 của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 10 năm 2021 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn đại biểu, mời đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân Bình Dương chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như là nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thì tôi cơ bản thống nhất với các cái nội dung trong dự thảo luật.
Ngoài ra thì tôi cũng có thêm một số ý kiến góp ý. Thứ nhất thì tại điều 5 của dự thảo luật quy định về chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì tại khoản 1 có quy định huy động sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông. Theo tôi nhận thấy thì cái việc mà đưa quy định trích một phần cái khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ cho cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thì cũng chưa thật sự là hợp lý. Bởi vì là cái công tác xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tất cả thì đều phải tuân thủ theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Thế thì tại sao cái lĩnh vực này thì lại có một cái quy định riêng, đưa ra cái quy định là trích phần trăm cái tiền xử phạt vi phạm hành chính? Một mặt thì nó sẽ làm cho không thống nhất với các cái chính sách cũng như là các cái quy định chung và các cái luật có liên quan, như là luật xử lý vi phạm hành chính, luật ngân sách nhà nước. Một mặt thì cũng vô tình làm cho lực lượng cảnh sát giao thông bị những cái điều tiếng không hay. Theo tôi thì tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại hóa cho lực lượng cảnh sát giao thông là cần thiết. Tuy nhiên thì những cái ngành, lĩnh vực khác, ví dụ như là môi trường, như là tài nguyên, như là quản lý thị trường thì cũng hết sức là phức tạp, cũng xảy ra hành vi vi phạm hành chính hầu hết trên cả nước. Và nó cũng rất là quan trọng về mặt quản lý nhà nước và xã hội mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, mà cũng không riêng gì cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chính vì vậy thì tôi đề nghị không có quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước trong dự thảo luật, mà vấn đề này thì sẽ thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Và nếu như mà có khó khăn về cái trình tự thủ tục trong cái thực hiện mà bố trí ngân sách, như là trong cái báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh có đề cập, thì tôi thấy cần phải có cái biện pháp tháo gỡ như thế nào cho nó thỏa đáng để chúng ta thực hiện cho thông suốt. Thứ hai, tại điều 58 của dự thảo luật quy định về điểm của giấy phép lái xe, thì đây là một cái quy định mới trong dự thảo luật lần này, nhằm để quản lý cái việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe. Và hiện nay thì một số nước thì cũng đang quy định theo hướng này. Hiện nay thì khi mà bị tước giấy phép lái xe có thời hạn thì cái người lái xe không được phép điều khiển phương tiện, dẫn đến tác động không nhỏ đến đời sống hàng ngày của người dân, như là hoạt động đi lại, lao động, sản xuất kinh doanh. Việc trừ điểm giấy phép lái xe tiến tới hạn chế áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính bổ sung là tước giấy phép lái xe như cái quy định trong dự thảo thì mang tính nhân văn. Và khi giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe vẫn được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông cũng như là việc làm, sinh kế, đời sống của người dân. Chính vì vậy thì tôi thống nhất với quy định này, vì nó cũng vừa mang tính nhân văn nhưng mà đồng thời cũng đảm bảo được trong cái yêu cầu công tác quản lý. Tuy nhiên thì tại khoản 3 ở điều này thì có quy định trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Theo tôi thì cái việc này nên giao cho Bộ Giao thông Vận tải, vì theo quy định tại khoản 8 của điều 60, khoản 7 của điều 61 của dự thảo luật thì Bộ Giao thông Vận tải quy định hình thức, nội dung, chương trình, quy trình đào tạo lái xe và sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Nên cái việc mà kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ thì cũng nên giao cho Bộ Giao thông Vận tải quy định. Thứ ba, ở điều 88 của dự thảo luật về hiệu lực thi hành, trong đó quy định luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trừ khoản 3 điều 10 của luật này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
Nhưng mà ở khoảng 3 điều 10 thì lại quy định về các cái hành vi bị nghiêm cấm là cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có chất ma túy hoặc là chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Thì tôi không biết là có phải do có sự nhầm lẫn trong cái việc trích dẫn hay không. Bởi vì theo tôi cái quy định này thì nó mang tính kế thừa cái quy định của pháp luật hiện hành. Trong cái quá trình áp dụng thì cũng thống nhất và cũng không có vướng mắc gì, thì tại sao cái hiệu lực lại nó muộn hơn so với cái thời gian có hiệu lực của luật. Tôi cũng đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra rà soát lại. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn.